Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ nêu cái cảm nhận cũng như là đánh giá của mình khi mà cập nhật lên iOS 18.6 đối với những cái dòng điện thoại iPhone đời cũ. Thì hôm nay bạn nào đang quan tâm về cái vấn đề cập nhật iOS 18.6 trên cái dòng iPhone đời cũ xem có ổn định hay không, các bạn tham khảo ngay video ngắn này của mình nhé. Đây các bạn nhé, thì hiện tại mình đang dùng cái chiếc điện thoại là iPhone XS Max. Và mình đang ở phiên bản là 18.6 rồi. Đó, thì ở cái phiên bản 18.6 này thì mình cập nhật trong khoảng 2 ngày. Và trong 2 ngày mà mình cập nhật lên cái phiên bản iOS 18.6 này thì mình sẽ có những cái cảm nhận như sau. Đầu tiên là về cái cảm nhận độ mượt mà nhé. Mình thấy là nó cũng khá là ok. Nói chung là nó cũng, mình thấy là nó sẽ cũng không thay đổi gì nhiều so với những phiên bản iOS 18.5 mà mình đang dùng trước đó. Đó, thì nó cũng rất là mượt thôi. Đó, về cái phần thao tác cảm ứng này, độ nhạy này, nói chung là nó cũng vẫn thế nhá. Tiếp theo là về cái phần là pin. Đó, phần pin này thì cái pin này của mình thì mình đã thay rồi nhá. Đó, dung lượng tối đa là nó vẫn còn 100%. Trước thời điểm mà mình cập nhật ý, thì cái dung lượng pin của mình đây, dung lượng tối đa này, nó 100%. Và sau khi cập nhật ý, thì nó vẫn còn 100% nhé. Tức là nó sẽ không bị giảm cái dung lượng tối đa. Đó, nhiều bạn cập nhật mình thấy ở trên các bạn chia sẻ lại ý, nó sẽ giảm, ví dụ như các bạn giảm khoảng mất mấy phần trăm ý. Đó, mình không biết là các bạn có cập nhật đúng với cái máy iMac này không, hoặc là những cái phiên bản iPhone trước, ví dụ như XS hoặc XR. Đấy, có thể là cái dòng đó cập nhật nó sẽ khác một chút nhé. Đấy, rồi, đó. Còn về cái phần dùng pin nhé. Dùng pin trong quá trình mà mình trải nghiệm trong 2 ngày ấy, thì mình thấy là pin của nó ấy, nói chung là dùng thì nó cũng vẫn thế thôi. Cái mức độ mà xuống pin ấy, tức là cái phần trăm nó giảm từ 100 cho đến xuống dưới 0 ấy, xuống về 0 ấy. Đó, 100, nói chung là dùng mức độ pin nó xuống thì nó cũng không khác gì, mình cảm nhận nhé, không khác gì nhiều. Đấy, nói chung là không có thay đổi gì nhiều. Đấy, nó cũng xuống rất là bình thường thôi, nó không quá tiết kiệm cũng như là cũng không quá nhanh. Đó, đấy là cái về cái con máy này của mình. Phần tiếp theo này, mình đánh giá cao trên cái bản 18.6 này nhé, đó là cũng vẫn là về pin. Đó là các bạn dùng nhé, mình cảm thấy là không thể nóng máy nữa. Đó, bình thường trước những phiên bản là 18.5 ấy, mình dùng trên con máy iMac này của mình nhé. Đó, bình thường dùng tác vụ nó cao cao một chút ấy, hoặc là dùng bình thường thôi. Đấy, ví dụ như vào YouTube này, Facebook này, đó thì xem video bình thường ấy, nó sờ cái mặt lưng đằng sau nhé, bắt đầu nó thấy nóng nhá, ấm nhá, nó ấm kiểu cao hơn ấy. Nhưng mà khi mà cập nhật lên phiên bản iOS 18.6 này thì cảm nhận nó mát hơn nhé, mát máy nhé, nó cái hiệu năng nó tốt, gọi là mát máy hơn. Đấy, nó nhanh là mát máy hơn. Và trong quá trình sạc pin nhé, đó, trong quá trình sạc pin đối với phiên bản này, ở phiên bản cũ thì sạc rất là nóng. Đó, sạc một lúc là điện thoại cũng khá là nóng. Còn đối với khi mình lên ấy thì sạc tất nhiên là nó sẽ nóng rồi, nhưng mà ở phiên bản này thì sạc nó sẽ đỡ nóng máy hơn nhé. Đấy là mình cảm nhận rõ nhất. Đó, còn về cái hiệu năng ấy thì mình thấy là có thể là cũng vẫn thế thôi. Đấy, hoặc là nó nhanh hơn một chút. Ở đây thì mình không test cụ thể, nhưng mà mình cảm nhận dùng thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều các bạn ạ. Đấy, chủ yếu như thế thôi. Còn ở phiên bản 18.6 này ấy, thì về cơ bản nó sẽ không có tính năng gì mới, nó chỉ cải thiện cái phần hiệu năng. Đấy, hiệu năng và pin thôi. Đấy, thì mình nêu cho các bạn hai cái phần như thế nhá. Đấy, còn hiệu năng thì mình cũng không chơi game nhiều. Đó, mình không chơi game nhiều, mình chỉ dùng tất cả những cái tác vụ bình thường thôi. Đó, những cái mạng xã hội bình thường thôi. Đó, thì các bạn có thể xem và cảm nhận nhé. Rồi, nhìn chung đó là những cái cảm nhận riêng của mình về cái phiên bản iOS 18.6 mà mình vừa nói trong video ngắn này. Thì các bạn có thể tham khảo và các bạn cân nhắc và cập nhật lên iOS 18.6 tùy theo cái mã máy của các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn ủng hộ mình thêm một nút like video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ đối với những bạn nào lần đầu tiên đang xem kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.